Thưa quý vị, nhân viên ngành thức ăn nhanh ở Detroit biểu tình đòi tăng lương theo giờ làm. Các nhân viên ngành thức ăn nhanh đã tiến hành biểu tình tại hơn 150 thành phố ở Hoa Kỳ vào hôm nay, thứ Năm ngày 4 tháng 9, với yêu cầu tăng mức lương theo giờ làm lên 15 Mỹ Kim mỗi giờ. Ở Detroit, hơn 100 người biểu tình đã tuần hành của bãi đậu xe của một nhà hàng McDonald's, hô to các khẩu hiệu và phong tỏa lối đi dành cho những chiếc xe muốn đặt món. Detroit là một trong số những thành phố mà người biểu tình đã tham gia phản đối theo phương thức bất tuân dân sự, bất bạo động. Tuy nhiên, cảnh sát Detroit vẫn tiến hành bắt giữ một số người vì ngồi biểu tình, làm ngăn cản trở giao thông trên một tuyến đường đông người. Cuộc biểu tình nói trên là một phần của chiến dịch D15, một chiến dịch hợp tác giữa các nhân viên ngành thức ăn nhanh và những người ủng hộ, với yêu cầu nâng mức lương theo giờ làm lên 15 Mỹ Kim và đòi hỏi quyền thành lập công đoàn. Theo các chuỗi cửa hàng bán đồ ăn nhanh và các nhà điều hành thương hiệu cho biết, mức lương 15 Mỹ Kim mỗi giờ là không thực tế và sẽ quét sạch lợi nhuận tại nhiều nhà hàng của họ.